Em là nhà đất Minh Xem tại Tiền Giang nè anh chị. Hôm nay em quay hơi ngược lại một chút xíu nha anh chị. Tại cái sổ của mình là cái sổ lâu rồi, cái sổ cũ, cho nên nó không có hiển thị cái bản vẽ ra. Thành ra em phải đi đo. Cho nên em đo tới cuối ganh rồi cái em mới sẵn đây em quay ở ngoài phía sau hậu của mình. Sau đó em sẽ tiến về phía mặt tiền. Và con đường đi luôn cho anh chị mình xem nha. Tính từ cái mí này nè anh chị, đi ngang qua là em đo hạo khoảng 53 m. Và cái chiều ngang của mình, chiều bên đây là đi sâu vào khoảng 80 m. Tổng diện tích là 4.200 m². Vườn trồng sầu riêng, ghi sáo. Và có xen dưới chân một số gốc bưởi luôn. Bưởi da xanh nha anh chị. Cho nên anh chị xem cái video này, mong anh chị thông cảm. Bởi vì do sổ cũ nó không hiển thị cho nên bắt buộc em phải đi đo. Cho nên đo ra phía sau rồi cái em mới quay từ phía sau, quay ngược luôn. Do đất vườn đường hơi khó đi anh chị. Đó, đây là cái ganh của mình nha anh chị. Ganh mình đây đi qua là 53 m. Còn đi sâu vào là khoảng 80 m. Vườn sầu riêng đang cho trái luôn anh chị ơi. Cái địa chỉ của mình là xã Bằng Long của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Là cái thửa đất em muốn giới thiệu cho anh chị hôm nay là một mảnh vườn sầu riêng. Có tổng diện tích là 4.200 m². Sầu riêng đang cho trái luôn nè anh chị. Nói bây giờ em đi cái clip cuối hậu nha. Cuối hậu quay cái vườn sầu riêng cho anh chị xem. Đó. Chủ nói khoảng lớn nhỏ luôn là 80 gốc sầu riêng. Ghi sáo. Còn bưởi á thì chỉ tòng sen à, có chỗ sen chỗ không sen. Chủ không nhớ là bao nhiêu nha. Bưởi da xanh cũng đang cho trái luôn. Tính từ ngay cái vị trí đất mình mà về tới ủy ban dân xã Bằng Long, ngay đó có chợ Bằng Long luôn. Rồi trường học. Đồ luôn thì tầm khoảng 2 km nha anh chị. Đó, sầu riêng chùm luôn nè anh chị. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà ra tới đường ô tô thì tầm khoảng từ 500 cho đến 600 m anh chị ơi. Tại vì cái đường ô tô thì em chưa có đi nhưng mà chủ nói tầm khoảng đó, chủ nói có 500 à, em nói cho hơn khoảng 100 nữa đi là 5 đến 600 m. Rồi nếu mà ở đây anh chị đi ra tỉnh lộ 864 á thì em định hình được thì khoảng 3 km nha anh chị. Đây sầu riêng trái thấy mê luôn anh chị. Trong đất mình cái hệ thống tưới tiêu chủ đã làm sẵn luôn, bưởi da xanh thì rất tốt luôn. Theo quan sát của xem thì trong đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết. Thậm chí xung quanh xem cũng không có thấy nha. Đó anh chị thấy nè, đường hơi khó đi. Cho nên em đi đo cái em quay từ phía sau ra luôn. Chứ thường em quay từ phía trước, rồi vô tông vườn, rồi mới ra phía sau. Cho nên anh chị xem cái video này cũng thông cảm với em nha. Đó, để em đi vô tới cái ganh tông luôn cho anh chị mình xem cho nó kỹ. Rồi em sẽ tiến về phía mặt tiền cho anh chị mình xem nha. Về là anh chị có thằng Nguyễn Anh nha.
Em đang đi cái mặt hậu nha anh chị, cái phía sau hậu của mình đó. Anh chị thấy không, sầu riêng rất là tươi tốt luôn. Do đất vườn này nó tốt cho nên em đi cái máy quay nó sẽ bị hơi rung lắc nha anh chị. Dạ. Nó phía bên đó mình cũng có nhà nữa nha. Đây em vô tới cái ganh tông của mình rồi nè. Đây, tới đây nè anh chị. Tới ngày xẻo nước này luôn nè. Từ đó ha, đi lên khoảng 53 m. Dạ, cạnh em mới vừa đi xong á, là khoảng 80 m nha. Để em đi lên cái hướng 53 rồi em sẽ ra ngoài phía lộ luôn cho anh chị xem. Sầu riêng ghi sáo, tội ơi, cây đó thấy mê luôn, tái quá trời luôn. Cây mê bản anh chị. Tại em đi cái ganh cho anh chị dễ hình dung chứ mấy cây tông tái quá trời luôn. Mảnh sầu riêng ghi sáo. Cây này khoảng 7 năm tuổi rồi anh chị ơi. Đó, đây nè anh chị thấy ha. Cây rất là tươi tốt luôn. Đất thì cao gáo luôn. Ôi, tái nào tái nấy to to không. Lên cái mi ganh. Ôi, cây đó tái cũng quá trời luôn. Anh chị nào lần đầu ghé xem kênh Nhà Đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và anh chị nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị xem. Được thì anh chị có thể coi được mảnh nào anh chị mua nha. Còn anh chị nào mà muốn tìm nhà vườn, đất vườn gì đó theo ý của anh chị thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và kết bạn Zalo với xem theo số điện thoại trên màn hình. Thì xem cũng sẽ tìm theo nhu cầu của anh chị nha. Đây, mình đi tới cái mi ganh này là hết á. Mình dài ra đây vừa mới lên phía mặt tiền của mình luôn. Cho nên người ta trồng sầu riêng hay có vụ lỗ hang nè anh chị. Nó là sáng kẻ vậy nè, cho nó gõ nước á. Nè, để em quay cây này cho anh chị xem nè. Cây này tái cũng nhiều nữa nè. Giá mảnh này hiện tại chủ đang kêu giá là 800 triệu cho 1.000 m². Giá này anh chủ, anh chị về gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện thêm về giá cả nha anh chị. Còn em quay theo giá của chính chủ đưa ra. Giá là 800 triệu cho 1.000 m². Bữa da xanh mình rất tốt luôn, đang cho tái luôn. Đó, bên đó cũng tái nhiều nữa. Tỷ 6, này là tầm khoảng 3 tỷ mấy anh chị. Nó cây bên đó tái cũng nhiều luôn. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí, địa chỉ là xã Bằng Long của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất để nói chuyện thêm về giá cả luôn nha anh chị. Còn đây là em xây về hướng mặt tiền của đất mình luôn. Tại đất mình có đường đi vô nha.
mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà anh chị về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng 43 phút, khoảng cách là 22 km. Còn nếu như anh chị nào ở Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận, từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 21 phút, khoảng cách là 51 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem lấy điểm là bến xe miền Tây, từ bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 51 phút, khoảng cách là 79 km. Nó vừa gọi là em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem để tham khảo nha. Còn bây giờ xem sẽ tiếp tục đi quay về ra cái con đường cho anh chị xem luôn. Ở đây điện thì chủ cũng đã kéo sẵn rồi nha, để tưới motor luôn. Đó, rồi anh chị coi sầu riêng bên đó tái nè, em kéo gần lại cho anh chị xem. Nè. Cây bên đây nữa nè, đó. Tái đều đều vậy không đó anh chị. Đây. Thấy không? Tái quá trời luôn nè, bưởi nè. Đó, bưởi là tái cũng rất nhiều luôn. Đây. Đó, bây giờ em sẽ quay ra ngoài đường cho anh chị xem nha. Đây mình còn đi ra ngoài đó nữa nha anh chị. Từ ngay chỗ mấy cái hông bên đây nè, em đi vô đây là khoảng 40 nha. Rồi từ đây ra đây cũng khoảng 40 luôn. Tại cái đường của mình này nó băng ra vô ngay chỗ chính giữa của cái đất mình, thành ra em tính cái đường đi vô là cái mặt tiền nha. Đường mình rộng tầm khoảng 2m 2m2 gì đó anh chị. Đó, đường này đường của chủ nha. Vô khoảng 22m gì đó là tới cái mảnh vườn của mình. Đây là mình đi ra ngoài cái con đường công cộng. Đây, hướng này là anh chị đi về hướng ủy ban dân xã Bằng Long. Khoảng cách thì em nói là khoảng 2 km đó. Đây có điện nước và wifi đầy đủ luôn nha anh chị. Cáp wifi nè, đường dây điện nhà nước tên kìa. Còn hướng này, anh chị đi thông ra đường tỉnh lộ 864. Nó khoảng cách là khoảng 3 km đó. Còn đây là cái con đường vô trong cái đất mình. Nó vô tầm khoảng 20-22m đó. Là đụng cái mảnh vườn của mình nha. Còn nếu sau này anh chị có con nhỏ đi học thì cho đi học như chỗ trường Mỹ Long cũng gần nha anh chị, cấp 1, cấp 2 đổ đó luôn. Đường này thì sau này nhà nước sẽ mở rộng ra, hình như là 3m, 3m rưỡi gì đó anh chị ơi, nó mới đi thông luôn. Giá là 800 triệu cho 1.000 m2. Nếu như anh chị nào quan tâm thì anh chị có thể liên hệ cho xem nha, theo số điện thoại trên màn hình luôn. Do cái sổ này sổ cũ cho nên nó không có hiển thị cái ngang cái dài, cho nên em đo hạo rồi em mới quay ra về phía trước mặt tiền, chứ thường em quay phía mặt tiền quay vô không. Cho nên anh chị xem cái video này cũng nên thông cảm. Còn bây giờ xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo cho xem nha. Em xin chào anh chị.